Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy nhà bếp cho tuổi Bính Tý. Thưa quý vị, xem phong thủy nhà bếp theo tuổi Bính Tý và theo quan niệm của thuật phong thủy của người xưa, bếp đóng một vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của cả gia đình. Việc bày biện bếp ra sao, đặt bếp hướng nào thì hợp theo tuổi Bính Tý. Thưa quý vị, năm sinh dương lịch của Bính Tý là 1996, năm sinh âm lịch Bính Tý quẻ mộc tốn mộc thuộc đông tứ mệnh ngũ hành giản hạ thủy, tức là nước dưới khe, hướng tốt bắc sinh khí, đông diên niên, nam thiên y, đông nam phục vị, hướng xấu tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát, tây nam ngũ quỷ. Giải nghĩa từ ngữ theo phong thủy. Thưa quý vị, sinh khí tức có nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan, phát tài, tiến chức. Thiên y là cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên niên tức là củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu hạnh phúc. Phục vị là củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử học hành. Họa hại tức là không may mắn, thị phi thất bại. Ngũ quỷ tức là mất nguồn thu nhập, mất việc làm. Lục sát tức là xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng. Tuyệt mệnh tức là phá sản, bệnh tật. Nếu nhà được một trong các hướng tốt như là hướng bắc thì sinh khí, hướng đông diên niên, nam thiên y, đông nam phục vị, thì quý vị có thể đặt bếp quay về một trong các hướng tốt này, trừ hướng nhà. Bếp kỵ cùng hướng với hướng nhà, bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật vệ sinh đều sinh ra từ đây. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt. Theo quan niệm tọa hung hướng cát, hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp ga. Gia chủ tuổi Bính Tý nên đặt bếp tọa các hướng tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát, tây nam ngũ quỷ. Nó có ý nghĩa như thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Đặt bếp nhìn về các hướng tốt như chính bắc sinh khí, hướng đông diên niên, hướng nam thiên y, đông nam phục vị. Vì hướng cửa bếp là nơi đưa củi vào đáy nồi để đốt, hay hướng công tắc phải đặt nó quay về hướng lành, như thế thì nhanh có phúc. Chậu rửa cũng như khu phụ được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu như hướng tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, hướng tây lục sát, hướng tây nam ngũ quỷ. Cửa của bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ. Người nằm ngủ sẽ gặp tai ương bệnh tật. Bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng tây. Bếp không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi trùng và các luồng khí không tốt, dễ gây nên các bệnh tật và đường tiêu hóa không tốt. Quý vị cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, bởi xà ngang áp trên bếp chủ hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá thấp tối tăm, phải có cửa thông gió khử mùi để không khí lưu thông. Theo phong thủy, thế bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi, nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi về tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp và cung sơn chủ, mặt hậu của nhà, nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình làm ăn thịnh vượng. Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước, hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí này, gia chủ và người thân thường hay ốm đau, thường mất hòa khí trong nhà. Trong những ngôi nhà hiện đại, bếp thường kết hợp cùng máy hút khói, bồn rửa chén. Quý vị cần đặt máy hút khói ngay trên bếp, còn bồn rửa chén thì không được cao hơn bếp, cách xa nơi đỏ lửa ít nhất là 60 cm. Bàn ăn trong nhà bếp không được đặt dưới rầm hoặc xà ngang, vì nó tạo cảm giác đè nén không thuận lợi cho đường công danh của gia chủ. Gia chủ tuổi Bính Tý nên chọn các màu sắc trong bếp là màu gỗ, tức là mộc, màu ánh kim. Tủ bếp hiện đại thường làm bằng gỗ chống cháy, gạch men, nhựa tổng hợp. Nhưng dù bằng vật liệu gì thì bề mặt bàn và tủ bếp nên nhẵn và bóng, và phải giảm chi tiết rối rắm và tránh nhiều khe hốc khó làm vệ sinh. Quý vị lưu ý, gian bếp là gian ấm cúng của cả gia đình, nên cần hết sức thận trọng trong việc đặt bếp
sao cho phù hợp và hợp phong thủy với chính gia chủ. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.